chào các em học sinh lớp 11. Chào mừng các em đến với chương trình dạy và học qua Internet của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Chí Thanh. Rất vui vì được gặp lại các em trong tiết học này. Ở tiết trước, chúng ta đã được học một dạng cảm ứng của thực vật là hướng động. Vậy thì ngoài hướng động ra, còn có một dạng cảm ứng khác, đó chính là ứng động. Để hiểu rõ hơn về ứng động thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài ngày hôm nay. Đó là bài 24 ứng động. Bài này gồm có các nội dung chính như sau: 1. Khái niệm ứng động. 2. Các kiểu ứng động. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ứng động sinh trưởng, ứng động không sinh trưởng và vai trò của ứng động. Trước tiên, chúng ta sẽ quan sát bức tranh. Ở bức tranh này, chúng ta thấy hoa 10 giờ nở vào buổi sáng và cụp lại vào buổi chiều khi ánh sáng yếu. Và hình bên này là hướng sáng hôm trước chúng ta được học ở bài hướng động. Vậy quan sát tranh và cho có biết tác nhân kích thích, chiều hướng kích thích của mỗi trường hợp bằng cách hoàn thiện bảng phân biệt hướng động, ứng động thông qua các tiêu chí, đó là hướng kích thích, cơ quan thực hiện và ví dụ. Chúng ta quan sát lại tranh. Như vậy, ở hai ví dụ này đều có tác nhân kích thích là ánh sáng và chúng ta cùng nhau hoàn thiện sự phân biệt hướng động với ứng động. Ví dụ của hướng động đó là ánh sáng, hướng ánh sáng của chồi non. Ví dụ của ứng động đó là vận động nở hoa. Hướng kích thích của hướng động đó là kích thích từ một hướng xác định, còn của ứng động là kích thích từ mọi hướng. Cơ quan thực hiện của hướng động là thân, cành, lá, rễ và các bộ phận khác của cây. Cơ quan thực hiện của ứng động là lá và cánh hoa. Vừa rồi chúng ta vừa phân biệt xong hướng động và ứng động. Tóm lại, ứng động là gì? Chúng ta sẽ đi vào phần 1 lớn, khái niệm ứng động. Ứng động hay còn gọi là vận động cảm ứng là hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng. Có ví dụ sau. Ở hoa nghệ tây, nhiệt độ thấp thì hoa cụp lại, nhưng tăng nhiệt độ thì hoa sẽ nở. Như vậy, vận động nở hoa của nghệ tây liên quan đến nhiệt độ, người ta thường gọi là nhiệt ứng động. Hoặc ở hoa tulip cũng tương tự, nở ở 25 đến 30 độ C và giảm 1 độ thì hoa sẽ khép lại, nhưng tăng 3 độ thì hoa lại tiếp tục nở và cũng gọi là nhiệt ứng động. Một ví dụ khác đó là hoa sen nở vào 7 giờ, hoa cẩm chướng nở vào 9 giờ, hoa 10 giờ nở vào 10 giờ và hoa quỳnh nở vào ban đêm. Và dựa vào tác nhân là ánh sáng nên người ta gọi là quang ứng động. Vậy thì dựa vào tác nhân kích thích, người ta sẽ phân chia ứng động thành nhiều kiểu khác nhau. Chúng ta có các tác nhân kích thích ánh sáng thì sẽ có kiểu ứng động là quang ứng động. Tác nhân là nhiệt độ, ta có nhiệt ứng động. Tác nhân là tiếp xúc, ta có ứng động tiếp xúc. Tác nhân là hóa chất, ta có hóa ứng động. Tác nhân là thương tổn, ta có ứng động tổn thương. Tác nhân là lượng nước, ta có thủy ứng động. Tuy nhiên, nếu xét về mặt cơ chế của ứng động, ta có các kiểu ứng động khác. Chúng ta sang phần 2 lớn, các kiểu ứng động. Đây là hình ảnh về các kiểu ứng động. Như vậy, gồm có hai kiểu ứng động sinh trưởng và ứng động không sinh trưởng. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu phần 1 nhỏ, ứng động sinh trưởng. Chúng ta hoàn thiện cho cô cái bảng đặc điểm của ứng động sinh trưởng, cơ chế của ứng động sinh trưởng cũng như ví dụ của ứng động sinh trưởng bằng cách quan sát hình ảnh cũng như xem một đoạn phim. Cô có đoạn phim sau. Thank you.
Như vậy, vừa rồi chúng ta vừa xem một đoạn phim về vận động nở hoa của một số loài hoa, trong đó có hoa ly, và chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn ở hình ảnh hoa ly đã nở. Nhận xét cho cô về diện tích mặt đối diện của mỗi cánh hoa. Thì chúng ta thấy ở mặt trên của cánh hoa có diện tích lớn hơn so với mặt dưới của cánh hoa. Điều này có thể lý giải như thế nào? Và chúng ta sẽ lý giải như sau. Ở mặt trên của cánh hoa có diện tích lớn hơn so với mặt dưới. Nguyên nhân là do tế bào ở mặt trên của cánh hoa có tốc độ sinh trưởng nhanh hơn so với các tế bào ở mặt dưới của cánh hoa. Vì vậy, khi nở thì cánh hoa sẽ xòe ra. Vậy thì nguyên nhân và cơ chế nào gây ra vận động nở hoa? Chúng ta giải thích rõ hơn. Nguyên nhân là do sự thay đổi về cường độ chiếu sáng và nhiệt độ. Cơ chế là sự sinh trưởng không đồng đều của các tế bào hai phía đối diện của cùng một cơ quan. Như vậy, thế nào là ứng động sinh trưởng? Là chúng ta hoàn thiện bản ứng động sinh trưởng. Đặc điểm của ứng động sinh trưởng là phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng của môi trường, có liên quan đến sự sinh trưởng của các tế bào, thường liên quan đến đồng hồ sinh học. Cơ chế do tốc độ sinh trưởng không đồng đều của các tế bào ở hai phía đối diện nhau của cơ quan. Ví dụ, vận động nở hoa, vận động thức ngủ, v.v. Và chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn một số ví dụ về ứng động sinh trưởng. Thứ nhất, đó là vận động thức ngủ ở chồi hạt cũ, và sau đây sẽ là một số hình ảnh về vận động thức ngủ. Khi hạt cũ chồi vẫn còn sức sống, nhưng ở trạng thái đứng yên không nảy mầm, gọi là trạng thái ngủ nghỉ, và có hai dạng. Dạng thứ nhất, đó là do điều kiện bất lợi của môi trường, do đó thực vật ngừng sinh trưởng chuyển vào trạng thái nghỉ ngơi. Khi môi trường thuận lợi thì thực vật sẽ sinh trưởng trở lại. Và dạng thứ hai, đó là ngủ sâu do nguyên nhân bên trong. Ví dụ như ở khoai tây sau khi thu hoạch thì củ khoai tây sẽ ở trạng thái ngủ từ 2 cho đến 4 tháng. Như vậy ta thấy thực vật cũng phản ứng lại đối với tác nhân kích thích của môi trường để tồn tại và phát triển. Và chúng ta có thể vận dụng đặc điểm này để kích thích sự nảy mầm của hạt, của chồi, của củ. Cũng như có thể ứng dụng bằng cách kéo dài hoặc rút ngắn thời gian ngủ nghỉ bằng cách xử lý nhiệt độ hoặc là xử lý bằng các loại hormone khác nhau, v.v. Ví dụ thứ hai, đó là ở hoa tulip, giảm 1 độ thì hoa sẽ khép lại, nhưng tăng 3 độ thì hoa sẽ nở ra. Và vận động nở hoa này liên quan đến nhiệt độ, người ta gọi là cảm ứng nhiệt. Cũng tương tự, đó là ở hoa 10 giờ, hoa bồ công anh nở vào buổi sáng, cụp lại vào buổi chiều tối, người ta gọi là cảm ứng tế, ánh sáng. Hoặc là một số ví dụ khác, ở hoa sen, hoa 10 giờ, hoa quỳnh cũng là cảm ứng về ánh sáng. Như vậy, chúng ta vừa nghiên cứu về ứng động sinh trưởng, và chúng ta sẽ tìm hiểu một dạng ứng động thứ hai, đó là ứng động không sinh trưởng. Cô có một bức tranh. Ở bức tranh này ta thấy bên tay phải của cô đó là khi chúng ta chưa chạm vào cây trinh nữ, và bên tay trái của cô đó là khi chúng ta đã chạm vào cây trinh nữ. Và trong đời sống chúng ta hay gọi đó là cây xấu hổ. Vậy hãy cho cô biết nguyên nhân nào làm cho lá cây trinh nữ lại xấu hổ khi ta chạm. Chúng ta có thể lý giải như sau. Ở phần cuốn lá hoặc phần kết lá có các chỗ phình, và các chỗ phình này có chứa các thể phối làm nhiệm vụ giữ trữ nước. Vậy khi chúng ta chạm vào lá thì nước ở các chỗ phình này sẽ di chuyển đi đến các mô lân cận và làm cho nước ở các chỗ phình này sẽ giảm đi, nên lá cục
lại. Và vận động này người ta gọi là vận động tự vệ của cây trinh nữ. Sau 10 đến 20 phút thì sức trương nước phục hồi trở lại bình thường. Điều này có nghĩa rằng là kích thước của tế bào sau 10 đến 20 phút so với trước khi có va chạm là không đổi. Nghĩa rằng vận động tự vệ của cây trinh nữ chỉ liên quan đến sức trương nước ở các miền chuyên hóa mà không liên quan đến sự sinh trưởng của các tế bào. Cô có một ví dụ thứ hai. Ở hình ảnh này chúng ta đã được gặp trong bài thoát hơi nước ở thực vật. Đó chính là cơ chế đóng mở khí khổng. Khi no nước thì khí khổng mở để hơi nước thoát ra ngoài. Và khi mất nước thì khí khổng đóng để hạn chế mất nước. Và như vậy, cơ chế đóng mở khí khổng liên quan đến sự biến động hàm lượng nước bên trong tế bào khí khổng. Ngoài cơ chế đóng mở khí khổng và vận động tự vệ của cây trinh nữ là liên quan đến ứng động không sinh trưởng, vậy còn trường hợp nào liên quan đến ứng động không sinh trưởng nữa hay không? Chúng ta sẽ cùng xem một đoạn phim sau. Như vậy chúng ta vừa xem xong một đoạn phim, và trong đoạn phim này chúng ta thấy không phải chỉ ở động vật mới có hiện tượng ăn thịt mà ở thực vật cũng có. Và trong đoạn phim đó chúng ta bắt gặp các hình ảnh về cây gòn vó, cây lá kẹp cũng như cây nắp ấm. Và những loại cây này có đặc tính đó là lá biến dạng tạo thành các gai, các tua và các móc để bắt con mồi. Và vận động này người ta gọi là vận động bắt mồi. Làm thế nào chúng bắt được con mồi cũng như có thể tiêu hóa được con mồi, chúng ta sẽ lý giải như sau. Về mặt cơ chế, khi con mồi chạm vào lá, lực trương nước giảm, các gai, tua, lông cục đắp đầy lại để giữ chặt con mồi. Các tuyến trên các lông của lá sẽ tiết ra các enzyme phân giải protein con mồi. Và vận động bắt mồi của thực vật cũng nhờ sức trương nước của tế bào và không liên quan đến sự sinh trưởng của tế bào. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu ba hiện tượng ứng động không sinh trưởng. Vậy thì ứng động không sinh trưởng có đặc điểm gì? Chúng ta cùng hoàn thiện bản sau. Đặc điểm là phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng, không liên quan đến sự sinh trưởng của các tế bào, và cơ chế do cử động sức trương nước, ví dụ ứng động va chạm, ứng động tiếp xúc và quá ứng động. Chúng ta quan sát lại một số hình ảnh. Hình ảnh thứ nhất đó là khi chúng ta chạm vào cây trinh nữ thì lá cụp lại. Và điều này cũng có lời đối với cây trinh nữ, đó là khi có va chạm cơ học thì tránh được hiện tượng rụng lá.
Nguyên làn thứ hai đó là sự đóng mở khí cổng giúp cho cây điều tiết lượng nước. Và hình ảnh thứ ba đó là cây lá kẹp bắt mồi và giúp cho chúng tìm kiếm được nguồn dinh dưỡng để tồn tại và phát triển. Một hình ảnh khác đó là cây thường rụng lá vào mùa đông. Và vì sao như vậy? Có thể lý giải đó là một hiện tượng sinh lý, lá già sẽ rụng và thay thế bằng các lá non. Hoặc là ở những nơi có nhiều băng tuyết thì cởi bỏ lớp áo rụng lá sẽ giúp cho cây tránh được điều kiện bất lợi của môi trường, cũng như giảm bớt thoát hơi nước giúp cho cây sống sót qua mùa đông. Qua đây ta thấy ứng đồng có vai trò rất quan trọng đối với đời sống thực vật. Liệu rằng có vai trò gì đối với đời sống con người hay không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hình ảnh tiếp theo. Đó là hình ảnh về đào đang còn ở trạng thái nụ. Dự kiến sẽ bán đào vào dịp Tết, nhưng năm đó rét đậm kéo dài, có nguy cơ hoa đào sẽ nở muộn và không thể bán đúng vào những ngày Tết. Bằng các biện pháp nào em có thể thúc hoa nở sớm hơn? Chúng ta có thể sử dụng biện pháp đó là tưới nước ấm hoặc thắp điện vào ban đêm. Tuy nhiên, chúng ta sẽ có hình ảnh thứ hai, đó là hoa đào nở rất đẹp. Nếu thời tiết ấm áp, đào có nguy cơ nở trước Tết, theo em cần phải làm gì để đào nở đúng vào dịp Tết? Đó là chúng ta sẽ sử dụng các biện pháp làm dàn lưới đen, che ánh sáng, quét vòng xung quanh gốc đào để hạn chế chất dinh dưỡng, chặt bớt bộ rễ của cây. Một số hình ảnh khác đó là treo đèn cho hoa cúc vào mùa đông hoặc là dịp Tết, hoặc là bắt đèn cho thanh long giúp cây sinh trưởng phát triển tốt. Như vậy cũng đem lại giá trị lợi ích kinh tế cho con người, đồng thời đáp ứng về nhu cầu thị hiếu cho con người. Qua đó ta thấy ứng đồng có vai trò rất quan trọng. Và chúng ta sang phần tiếp theo, vai trò của ứng đồng giúp cho cây thích nghi đa dạng với sự biến đổi của môi trường, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển. Ứng dụng là chúng ta có thể điều khiển sự nở hoa theo ý muốn, nhất là đối với những cái giống mà nhập từ nước ngoài về. Hoặc chúng ta có thể thúc đẩy kìm hãm thời gian thức ngủ và ứng dụng trong bảo quản nông sản. Chúng ta vừa học xong ứng đồng gồm có ứng đồng sinh trưởng và ứng đồng không sinh trưởng. Bây giờ chúng ta phân biệt cho cô ứng đồng sinh trưởng và ứng đồng không sinh trưởng dựa trên các tiêu chí, đó là khái niệm, tác nhân, cơ chế và tính chu kỳ. Vậy qua nghiên cứu chúng ta hoàn thiện được bảng phân biệt như sau. Về khái niệm, ứng đồng không sinh trưởng là vần đồng không có sự phân chia và lớn lên của tế bào, nhưng ứng đồng sinh trưởng là vần đồng có sự phân chia và lớn lên của các tế bào. Tác nhân của ứng đồng không sinh trưởng đó là do chấn động, va chạm cơ học, v.v. Còn của ứng đồng sinh trưởng là do nhiệt độ, ánh sáng. Cơ chế của ứng đồng không sinh trưởng là do sự thay đổi sức trương nước của tế bào chuyên hóa. Còn cơ chế của ứng đồng sinh trưởng là do sự sinh trưởng không đồng đều của các tế bào hai phía đối diện của cơ quan khi có kích thích. Tính chu kỳ của ứng đồng không sinh trưởng là không có, còn ứng đồng sinh trưởng là có tính chu kỳ. Như vậy chúng ta vừa hoàn thiện và nghiên cứu nội dung của bài ứng đồng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập. Câu 1. Ứng đồng là hình thức phản ứng của cây trước A. Nhiều tác nhân kích thích. B. Tác nhân kích thích lúc có hướng, lúc vô hướng. C. Tác nhân kích thích không định hướng. D. Tác nhân kích thích không ổn định. Và đáp án của câu trả lời này đó là C. Tác nhân kích thích không định hướng. Câu 2. Sự vận động bắt mồi của cây gọn vỏ là kết hợp của A. Ứng đồng tiếp xúc và hóa ứng đồng. B. Quang ứng đồng và điện ứng đồng. C. Nhiệt ứng đồng và thủy ứng đồng. D. Ứng đồng tổn thương. Đáp án của câu hỏi này sẽ là A. Ứng đồng tiếp xúc và hóa ứng đồng. Câu số 3. Ứng đồng của cây trinh nữ khi va chạm là A. Quang ứng đồng sinh trưởng. B. Quang ứng đồng. C. Ứng đồng không sinh trưởng. D. Điện ứng đồng. Và đáp án sẽ là C. Ứng đồng không sinh trưởng. Câu 4. Trong các hiện tượng sau: 1. Hoa 10 giờ nở vào buổi sáng. 2. Sự đóng mở khí cổng. 3. Hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng. 4. Hiện tượng khép và xòe lá cây trinh nữ. 5. Lá cây phường vĩ xòe ban ngày và khép lại vào ban đêm.
Những hiện tượng nào trên đây là ứng dụng của ứng động không sinh trưởng? A. 1, 2 và 3. B. 2 và 4. C. 3 và 5. D. 2, 3 và 5. Đáp án sẽ là B. 2 và 4. Câu 5. Trong các ứng động sau, 1. Hoa 10 giờ nở vào buổi sáng. 2. Hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng. 3. Hiện tượng khép và xòe lá cây trinh nữ. 4. Lá cây phường vĩ xòe ra và khép lại. 5. Sự đóng mở khí khổng. Những hiện tượng trên liên quan đến sức trương nước là A. 1 và 2, B. 2, 3 và 4, C. 3, 4 và 5, D. 3 và 5. Đáp án sẽ là D. 3 và 5. Về nhà, các em học và trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa cũng như làm bài tập trong lớp sách Classroom, nghiên cứu trước bài học tiếp theo. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em vào tiết học lần sau.